đã quay trở lại với kênh Lâm Tới Vlog. Và ngày hôm nay đang trên cái cung đường khám phá của Lâm Tới thì mình có thấy bắt gặp được có mấy anh ngồi đây đang ăn uống rất là no say mà ở ngay cái dãy đường này thì mình không biết là như sao, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào xem là để xem là họ đang làm gì trong đó nhá. À, đi sâu vào đằng trong kia là còn nhiều nhà dân ở không? Ồ thế ở trong có khoảng bao nhiêu hộ? 30 mấy hộ cơ á? Ủa nhiều nhỉ. Vâng. Ở đây là mình làm cái lán ở đây luôn hả anh? Vâng, là mình là lán ở đây này nấu cơ buồn. Đây là đội của mình là có từng này người à? Đây là toàn ở trong nhà ở trong đây hết luôn đúng không? Bộ em là ở Pà Vi, bên số kia xa. À, Pà Vi là ở đằng chỗ thị trấn đấy đúng không anh? Vâng. Thế là bây giờ mình là mình nhận làm cái đường này luôn. À, một cái đường này thì khoảng bao tiền? 125 triệu. Là mình nhận nguyên cái đường này luôn. Thế hôm nay bắt đầu khởi công à? Hay là sao? Hôm nay bắt đầu luôn. À, thế là giờ là ăn uống no say rồi là chuẩn bị làm chưa anh? Chuẩn bị làm đấy. Chuẩn bị làm rồi à? À đây này, anh bạn đây là đang đập cái đục cái này ra này. Là ý sau để mình lấy cái đá này để mình kẹt vào một cái đực thả. À, kê vào cái đường thẳng luôn. Máy nghiền chứ, máy nghiền mình mang lên chưa? Máy khoan này. À máy khoan này à? Thế sao có nghiền cái đá này ra để làm cái để trộn cái bê tông không? Vâng. À có luôn à? Có. À đấy, thế là anh thì năm nay bao tuổi rồi anh? Anh 95. Anh năm sinh năm 95 à? Vâng. À. Thế thì anh hơn tuổi thì em rồi. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 99. 99 à? Vâng. Anh hơn tuổi em đúng không? Anh quê ở đâu ấy? Em ở dưới Hà Nội cơ. Lên đi du lịch. Vâng, em đi lên đây là em đi khám phá. À. Thì cứ cái chỗ nào mà đẹp ấy, thì là em vào em khám phá rồi em quay. Ờ thì hôm nay tình cờ thấy mọi người ở đây đông quá, không biết là đang làm cái gì ở đây. Em nghĩ là xây nhà cơ. Đi xuống dưới đi. Hả? Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới kia á? Ờ xuống dưới đẹp đấy. À chỗ vừa dưới kia em từ vừa dưới kia lên đây mà. Em xuống em quay được một cái ngôi nhà bằng đá cơ. Ừ. Nguyên bằng đá ở ngay đầu kia. Bằng đá mới dưới một tí cái nhà đá cái đèn mà. À đi qua đấy một tí là đẹp luôn à? Vâng. À, thì để chắc là để hôm khác thì em lại qua thôi. Anh đến cái nhà đá nó về quay lại. Em đến cái nhà đá xong rồi là em quay lại đây để em chơi bọn anh. À, thì chắc là thôi thì ở bên đằng bên này núi này thì em thấy vẫn còn rất là đẹp. Đó thì chắc là hôm tới thì em lại quay lại thôi. Thế là đội của mình là ở đây làm xong là tối nghỉ luôn đấy hả? Vâng, là lá này tối. Đây là mới để mỗi cái mấy cái này thôi, xong rồi chạy chân ga sau đúng không? Thế là đội của anh là có mấy người? Đội anh là có 13 người. 13 người rồi. Là ra là mình nhận hết một cái con đường này luôn. Thế thì dự kiến khoảng bao lâu thì xong? Khoảng đến Tết đấy. Đến Tết là xong à? Đến Tết thì chắc là còn tầm độ 2 tháng nữa nhỉ? Ừ. À, thế là đến Tết là xong. Đường này dài không? Khoảng tầm độ... đúng cây số không ạ? 500 mét. À 500 mét hả? Ủa thế có tí nhỉ? Đi ngoài ra tí thôi. Chưa hết đấy. 500 mét là một nửa. À 500 mét một nửa? Vì tiền là gọi tinh. À, có nghĩa là trước xong là sau này có tiền thì lại làm nó. Làm một nửa. Thế là bây giờ là nguyên cả một cái con đường này thì khoảng bao nhiêu cây không em? Những con đường này thì là đến một cây không? Một cây thôi. Một cây à? Ừ. Thế là 500 km là tầm độ 125 triệu. Đúng không? Thì mình còn thiếu 125 triệu nữa đúng không? Vâng. À, đó. Bây giờ là sẽ là làm một nửa con đường nhá. Làm một nửa xong là sau này có tiền thì làm lại. À. Anh tên là gì anh? Anh tên là Linh. Anh tên là Linh nhỉ? Vâng. À, đó thì anh Linh thì là sẽ nhận luôn cái con đường ở đây. Rất là tình cờ khi mà mình đang đi em, qua em đây. Em tên gì? Em tên là Tới á, Lâm Tới. Lâm Tới à? Lâm Tới. Là dân tộc Kinh à? Em là người Kinh, em dưới Hà Nội cơ. Thì em biết tiếng không? Em biết ít lắm. Thì có muốn học không? Có chứ anh, em có muốn học đấy. Tại vì là nhiều khi đi vào trong đây là bà con là không biết tiếng Mông đâu. À. Cứ toàn chỉ bao, anh em không biết tiếng Kinh là cứ toàn chỉ bao. Như vậy chứ? Em á, em chưa. Chưa. Vâng, em vẫn còn đang thanh niên thôi, vẫn đang đang tính mà là đi trên đây nếu mà tìm được cô nào là xin cưới luôn đấy, nhưng mà hơi khó. cái số này có gái xanh ấy. Ở trong số này á? Ở đoạn nào? Ở đâu? Ở đâu? Cái số ngày lên đây. Vừa nãy em gặp được một cô ở dưới kia nhìn cũng xinh lắm. À. Đó. Nhưng này đắt lắm. Bao nhiêu, khoảng bao nhiêu anh? Khoảng 50 triệu, 60 triệu. 50 triệu một cô vợ. Thế vâng. Là
khi mà mình đến cưới là mình phải đưa luôn cho người ta? Vâng. Ồ. Mình đưa 3-4 ngày gái vào nhà mình thì đi ngoại thì đưa luôn cho họ, đưa có... cho luôn là nhà ngoại. Có phải mổ trâu hay là gì không? Không, không phải mổ trâu à? 50 triệu là xong. Vâng. Thế là hình như đây là em chắc là còn trẻ đúng không? Em 25. À, thế em lấy vợ chưa? Em chưa. Em chưa à? Tính bao giờ, lấy? Đã. Tính bao giờ lấy? Chắc bây giờ vẫn chưa biết tán gái. Chưa biết tán gái á, thật không? Em đang học ở đâu đây? Đang à học xong mới học xong đúng không? Vâng. Học hết lớp 12 chứ? Học hết lớp 9. À học hết lớp 9 à? Thế thì anh nghĩ là phải yêu vài cô ở đây chắc là chưa ưng rồi đúng không? Nhát gái. Nhát gái à? Thế hôm nào mà em rảnh rảnh thì anh em mình cùng đi tán gái nhá. Vâng vâng. Đó thì xem là nếu mà có được không thì hai anh em mình cùng thuận ấy thôi nhỉ. Đi tán gái mừng. Xem là ôm trai như em thì được mà, anh mà thích. Nhưng mà nhưng mà vừa nãy nhá, em đi vào trong kia mấy cô ấy còn không đồng ý cơ. Yeah. Vâng, có một cô ở ngay dưới kia em hỏi là có lấy không thì cô ấy bảo không. À có nghĩa là không cần đồng ý đúng không? Kể cả bảo không đúng không? Mình bắt về luôn đúng không? Bắt về đường tán đường. À thế nhưng mà có sợ công an bắt không? Có, em mà có. Em mà xui dại anh bắt về. Phải hai bên đồng ý chứ. Đấy. Chứ còn nếu bắt về mà cô mà bảo công an là chết đấy. Không, nhưng mà em thấy là ở trên mình là ngày xưa là có cái phong tục là bắt vợ ấy nhỉ. Ngay cả có một cái cậu em ngay bên Lũng Pù nhá. Thì bạn ấy là đi trên này có nhiều. Đi rủ về nhà thì là xong rồi là đồng ý cái là mang về nhà bố mẹ vợ ra tiền là lấy luôn. Vâng. Đó. Thì nói chung là cũng phải hiểu biết tiếng Mông đúng không? Thế còn chào anh. Sẽ xòa như anh em như em đây thì vào không hiểu tiếng là nếu như thế là bị bắt ngay nhỉ. Đó. Lại ở trên mình giờ còn thấy nữa, còn bắt vợ không anh? Bây giờ không có rồi. Giờ là không bắt nữa à? Giờ là chỉ có đồng ý thì mới được về đúng không? Từ ngày xưa thì chỉ là biết thôi, biết thế nào. Người gái ở số nào, tên gì xong là chơi tết. Tối tí tố thì bắt về thôi. Kéo về nhà, đến nhà mình thì là vợ mình rồi. Hình như là cho về nhà ở tầm độ 2-3 hôm đúng không nhỉ? Vâng. Xong rồi thì đi, đi nhà. Không mãi. Không ưng là thì thôi già về đúng không? Vâng. Thế nhưng mà về ở không à? Không. Nếu 2-3 ngày, 3 ngày trở lên thì là đi thì vậy. Đi có hai à. Hay người đi nói chuyện với còn nếu mà không là phải giả về đúng không, chứ không là không được đúng không? Vâng. À, thế bọn anh đã chuẩn bị làm chưa? Chuẩn bị làm rồi. Đang chuẩn bị đồ rồi à? Vâng. Anh có phải làm không hay là chỉ anh giám sát thôi đúng không? Phải là chứ. Em tưởng là mình nhận trông ở nhận đây thì là mình chỉ giám sát thôi. Vâng, mình giám sát mọi người nhỉ? Giám sát. Xong rồi mình chỉ đạo họ là nhưng mà giúp được cái gì mình giúp đúng không? Vâng. Chứ mình cứ đứng nhìn không cũng chẳng được đúng không? Vâng. Mình càng nhanh thì mình lại càng đỡ được tiền đúng không? Làm. Chứ còn không thì họ làm lâu thì mình cũng được ít tiền nữa. Đúng. Đó là anh xong là ở lên rồi à? Xong rồi tính bao lâu mới về? Ở bao lâu này đi về nhà? Vâng. Một hai ngày. Một hai ngày à? Đi qua ngã bên đường này đi khoảng tầm 40 phút thôi mà. À đi tắt luôn được à? Vâng. Tức là ở trong đây nếu mà em thấy cái đường nó hơi nhỏ thì xi các thứ chở vào nghe có vất không? Hay mình phải chờ xe máy à? Không, đợt này anh vừa vào. À, không, nếu mà mình mà mua xi ấy, mình có mua xi không? Có, nhưng mà cái điều này là chưa độ bê tông. À, chỉ có nghĩa là dài sỏi không thôi đúng không? Vâng, là sổ xong, cái đời để xong là... Có thể đi luôn. À, bảo họ nhận xong là mình lấy tiền về nhà thôi. À, chứ không lấy xi à? Không độ. Thế thì mình chỉ săn thẳng làm đẹp vào thôi đúng không? Vâng. Miễn là cái xe máy nó phi lên được nhỉ? Vâng. Chứ còn bao giờ mà có kinh phí thì làm luôn. Đây là nó vòng qua đằng sau núi luôn à? Ừ, sau núi luôn. À, thế là ở trong ấy còn 30 hộ cơ à? Vâng. Ở trên đây nó cứ khuất núi cho nên là mình nhiều khi không biết ấy anh nhỉ? Nhiều khi em cứ phải cho máy nó bay lên cao thì em mới nhìn được sang bên cạnh cho cơ. Cho máy bay ra cao cao. Đấy. Thì là vừa nãy em ở dưới kia thì em bay sang thì một cái mé bên đây này đông lắm. Còn đi bên đây bảo ô sao vắng thế. Anh thấy cái nhà kia cả. Vâng. Cái nhà ấy thì nãy em đi qua em cứ nhìn mãi thì không thấy có ai nhà đóng cửa. Cái ngôi nhà ấy em thấy đẹp. Tại vì nhìn nó kiểu nó lẻ loi ấy.
nhưng mà đi qua thấy nó đóng cửa hết. Ở riêng ở những hai bên mé núi này, bên này em thấy nhiều nhà ở, nhưng còn đi xe máy ở giữa thì không thể nào mà biết được, nhiều khi hỏi họ còn không biết trả lời. Đây, trên đây thì mọi người có thể biết là đây là nó là cái máy đục đá nha mọi người, nhìn nó rất là to, thật sự rất là to. Không biết là cái máy này nó chạy bằng dầu hay sao, dầu hỏa hay sao. Ô, cái quả máy này nó chạy bằng gì đây anh? Dầu à? Xăng à? À, đây thì mấy anh đang đo dây này, cho em lên em ngó cùng mấy anh nhá. Mấy anh đang đo dây để làm cái cung đường này, đang ước lượng xem. Thì cái cung đường ở đây sẽ là chỉ dài sỏi thôi nhá. Sẽ nối luôn ra đây nha mọi người. Cung đường rất là rộng. Tít lên trên kia. Phi thẳng cái kia, có vòng qua cái núi kia không hay là phá luôn cái chỗ kia anh? Vòng vòng qua đúng không? À, sẽ đi vòng qua kia nha mọi người. Đó, dây họ sẽ căng vòng tít ở đằng sau núi kìa. Không biết là cái cung đường này họ sẽ tính làm theo sao đây. Cái bề ngang của nó thì sẽ khoảng bao nhiêu mét đây anh? 2,5 mét à? À, em là hôm nay là đi vào đây là làm thuê à? À, một ngày như vậy thì mình sẽ được khoảng tầm bao nhiêu? 200 à? À, 2,5 mét là chiếu ở tận chỗ cái cậu kia đang đứng đúng không? À, lấy đá không thôi à? Chắc là hai chỉ tầm ngang ngang cái búa thôi nhỉ? À, đó. Thì bây giờ là sẽ cạy những cái đá này ra. Đá xong rồi đập nhỏ để giải luôn vào cái cung đường ở đây. Mọi người thấy có cầu kỳ không? Khá là cầu kỳ nha. Hình như anh thấy còn nạy cả cái viên này ra ấy nhỉ? Đúng không? Viên kia kìa. Ủa, hơi to nhỉ? Mình có nổ máy lên không? Không nổ à? À, ý là có tí có dùng cái máy mà đục đá kia không? Có. Có à? Có cái nào cứ cứng mà đập rồi lấy máy. À, đây này mọi người, mỗi người một việc. À đây rồi, mình có thấy là anh mang máy để nổ ở đây này. Một cái máy này khá là nặng nha. Đây này. Đó, khoan đá. Xem là cái mũi của nó đâu. Ở đây cái mũi nó đây này mọi người. Đó, máy toàn là chữ Trung Quốc này, chắc là nhập từ bên Trung Quốc về này. Chạy bằng xăng. Nhìn nó khá là thiết kế, nó khá là kiểu thô sơ ấy. Ui, đây này. Đó, hai anh bạn này đang nạy cả một cái viên đá to này. À, em nảy từ bên kia xong được không? Nạy từ bên mé bên kia kìa. Để lật nó sang. Không được. Mình gậy tí đầu rồi xem nào. Từ từ, em cầm cho anh. Hai anh em mình gậy nhá. Sao ổn nào? À. Nặng. Còn cái nào không? Còn cái xa beng nào? Đâu? Từ từ, đợi anh tí. Từ từ, đợi anh. Để em mượn cái này, để em lấy bạn ý cảnh. em cầm nhá, em quay vào hai người nhá. Cầm nhìn đây là màn hình như này. Thấy không? Đấy. Đấy nhá. Hai người nhá. À, từ từ nhá. Nào, hai. Lên.
Bây giờ là cứ thế đập ra. Khá là to. Để nguyên đây đập hay là lại phải gảy ra giữa em? À gảy ra giữa nữa. Đây là sẽ gảy cái viên này ra giữa nha mọi người. Rất là to này. Ở trên đây là cái nguyên liệu sẵn có cho nên là rất là tiện. Gảy chưa? Vướng à? Nhẹ tàu. Chưa? Vẫn chưa à? Vẫn nữa. Được chưa? Đánh nhất bọn rồi. Cảm ơn em nhé. Đây. Xong cái viên này thì mọi người sẽ đập nhỏ nó ra nhé. Đó. Rất là cầu kỳ. Nghe hơi lạch rồi. Để sang một tí nữa này. Cái này chắc là mình phải lấy máy đục ra anh nhỉ? Chứ đập thì hơi vất. Đang lật vào trong một tí. Một cái cây thước đo rất là... Mỗi người một việc nha. Đây, máy đầm thì đã, máy khoan đá thì đã được lôi ra rồi này. Được rồi. Anh này anh sẽ nổ máy lên đây này. Một con máy này mà đổ dầu đây là chạy khoảng mấy tiếng anh? Vâng, nếu mà đổ dầu của nó ấy, chạy được một tiếng à? À, máy nhập Trung Quốc à anh ơi? Máy nhập Trung Quốc về đúng không? Bao tiền một cái máy này? 72 triệu một cái máy này á? À? Lúc anh mua là mua mới à? Mua được lâu rồi, chắc mua được lâu rồi, đúng không? 3 tuần á? À? Nếu mà 72 triệu cái máy này. Ôi, đắt ghê nhỉ. Đây là mọi người, cái máy đục đá này mà tận 72 triệu rồi nè. Đó. Nặng ghê đấy nhỉ. Vâng. 30 cân, đây rồi. Đang đục đá ở đây nè. Tiếng phát ra rất là to nha. Máy này là nhập từ bên Trung Quốc về. Đó.
quan kìa. Mọi người có thể thấy này. Nhiều nha, ù tai luôn. Nên là anh này anh đục như nào? Đó. Bên đây thì là sẽ đập ra. Ồ. Vừa có một tảng đá kia kìa. Tiếng máy rất là ồn nha mọi người. Thời tiết hôm nay thì tuy là có rét, thế nhưng mà ngày hôm nay nắng rất là to, cho nên là tinh thần làm việc của mọi người rất là phấn chấn nha. Đây, ngay phía sau của Lâm Tới đây. Mỗi người một việc. Và Lâm Tới thì là nhiệm vụ quay. À đây, anh bên đây thì đã đục xong cái phía bên kia rồi. Đây, đang khoan cái chỗ mới. Hình như là anh bạn ơi là chuẩn bị là mang cái máy để khoan đây này. Đó. Bây giờ là chúng ta cùng xem nhá. Xem là nổ máy lên như sao này. Thì cái viên này là nó bị lúc mà rơi xuống là bị rơi xuống cho nên bây giờ phải đục ra để bê lên. Đó. Một cái cung đường làm ở trên đây thì nó khá là đắt. Chưa được giải xi măng, thế nhưng mà cái chi phí mà để đập đá ra để xong rồi xây thêm một cái cung đường nhá, thì nó cũng sẽ mất khoảng tầm độ 125 triệu nha mọi người. Và bà con ở đây thì sẽ chỉ để tiền đủ tiền để giải đường ra để làm cái lối đi lại thôi. Còn khi nào mà có thêm tiền nữa thì sẽ đổ xi măng lên trên để đi được xe máy. Và cái chính là số tiền 125 triệu đó thì chỉ xây được 500 mét cái đường ở đây thôi. Bây giờ anh bạn này đang đập ở đây rồi. Đó. Tiếng rất là ồn nhá. À, mình có thấy ở trong phía trong kia là lác đác mọi người dân nó đi ra rồi. Thì khi nào mà có thời gian thì Lâm Tới sẽ lại quay lại đây và cùng đi vào trong kia khám phá để xem là cái cuộc sống ở trong đó như sao nhá. Mình có nghe được cái anh mà lúc đầu nói chuyện với mình ấy, anh bảo là ở trong đây tầm độ khoảng 30 hộ dân cơ. Đó. Rất là đông. Khói mù mịt ra. Xe máy nha mọi người. Khói úp vào một cái vùng đấy luôn.
đi chợ thì ra kiểu mọi người đông rồi. Từ nãy giờ mình thấy bắt gặp rất là nhiều người đi qua đó. À, khi mà bên đây xong thì là mọi người sẽ cho một cái viên gì vào đó là này. À, sẽ cho một cái đột vào đó là đục nó ra, tách đôi nó ra. Đây thì mọi người đang đi đâu đây? Mình đang đi đâu ơi chú? Đi đâu ơi chú? Chú đi đâu? Đấy. Chú đi đâu ơi? Đi chơi hả? À? À, đấy mọi người đang đi này. Không biết là đi đâu. Đây rồi. Bên đây là bắt đầu nảy nó ra rồi nên là những cái tảng đá là bắt đầu đã bung ra rồi. Mọi người có thể thấy nè. Thì bên đây là rất là bụi. Sao lúc đấy thấy mọi người đi từ trong đó ra rất là nhiều nha. Hình như là đi ăn cưới hay sao ấy nhở? Chắc là đợi một người nào đó đi qua đây mình sẽ hỏi thôi. Mặc những bộ quần áo rất là sặc sỡ này. Giờ mình sẽ đi ra để hỏi xem nào, xem mọi người đi đâu. Mọi người đi đâu đây anh? Đi tiệc. Hả? Tiệc. Đi đâu? Tiệc. À đi cưới á? Ừ. Ăn cưới à? À. Không phải ăn cưới. Đi đâu? Tiêm. À đi tiêm á? Ừ. À tiêm ngoài xã kìa. Ồ ừ. Bảo sao đi đông ghê. Thì ra hóa ra là mọi người đi tiêm nha mọi người. Ở đây là các cô chú ý đi tiêm. Cho nên là rất là đông đủ ở đây. Ồ. Mình thấy là có người thấy mùi thức ăn rất là thơm, đói nữa. À bây giờ nó là cái giờ quá giờ trưa rồi, nó chưa được ăn. Đây. 1:33 rồi. Mình vẫn chưa được ăn. Thấy là mùi thức ăn nó rất là thơm rồi, rất là đói rồi. Nhưng mà vẫn phải hoàn thành nốt cái perfume ngày hôm nay, cái video ngày hôm nay.
này rất là bụi, mọi người không thấy khẩu trang đâu hết. Đó, nó nứt ra rồi nha mọi người. Rất là hiệu nghiệm nhá. Nứt ra rồi. Và cũng không làm phiền các anh nữa thì chắc là video ngày hôm nay của Lâm Tới đến đây thì cũng xin được phép kết thúc thôi. Rất là mong quý vị khán giả yêu quý Lâm Tới thì hãy nhớ để lại cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người.